Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Trong hung có cát, con giáp Phạm Thái Tuế 2019 vẫn có cơ hội chuyển mình. Nếu bạn buồn rầu lo lắng vì mình là con giáp Phạm Thái Tuế 2019 thì hãy cùng Lịch Ngày Tốt xem ngay video này để tìm thêm may mắn cho mình nhé. Tuổi Dần phá Thái Tuế. Xem tử vi năm 2019, người tuổi Dần có nhiều bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Điều này được tiếp nối vận trình của năm 2019 khi mà có nhiều khó khăn nhưng những chú hổ vẫn giữ được may mắn bên mình, tài lộc đào hoa chẳng khi nào dứt. Công việc chính là nguồn sống của con giáp này, là thứ mang lại niềm vui, động lực phấn đấu cùng thái độ sống tích cực. Cũng chính nhờ tinh thần làm việc dồi dào mà thành tích làm việc của tuổi Dần trở luôn trong trạng thái lý tưởng. Trong năm, nên xử lý tốt các mối quan hệ xã giao, đôi khi sự nhún nhường, khiêm tốn sẽ mang tới cho bạn nhiều bất ngờ trong sự nghiệp của mình đấy. Người sống khiêm nhường sẽ có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, cũng sẽ được người khác quý mến và giúp đỡ nhiều hơn, lại hạn chế được nguy cơ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét mà sinh lòng đố kỵ. Cùng với những may mắn trong con đường công danh sự nghiệp, đường tình duyên của người tuổi Dần cũng khởi sắc không ngừng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi cục diện và thái tuế, nhưng nếu biết cách chủ động theo đuổi tình yêu thì con giáp này vẫn có cơ may chạm tay vào hạnh phúc. Tuổi Tỵ xung thái tuế. Người tuổi Tỵ bước vào năm Kỷ Hợi gặp cục diện xung thái tuế, vận trình hung hiểm, khó đạt được những điều mình mong muốn. Nhưng người xưa có câu, sau cơn mưa trời lại sáng, hãy kiên nhẫn chờ đợi, lạc quan tin tưởng và phấn đấu không ngừng, niềm vui rồi sẽ tới. Tuổi Tỵ đứng trước nhiều thách thức mà cũng chính là những cơ hội để chuyển mình hiếm có. Xem tử vi 2019 của tuổi Tỵ, dù là trong công việc hay trong cuộc sống thì những áp lực cũng không hề buông tha, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Hãy nhớ rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ngay cả sự nghiệp mà ta mất cả đời phấn đấu, đến khi mất đi cũng chẳng mang theo được. Sức khỏe là nguồn vốn của cuộc sống, hãy thay đổi chế độ sinh hoạt cho hợp lý hơn. Công việc tuy có nhiều biến động, cũng khá vất vả nhưng hãy coi đó như cơ hội để mình rèn luyện. Chắc chắn rằng những trở ngại trước mắt sẽ cho bạn nhiều bài học quý giá mà không phải ai cũng may mắn có được. Hãy tận dụng từng cơ hội nhỏ để tăng cường khả năng giao tiếp và mở rộng mối quan hệ xã giao cho mình. Những mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài sẽ mở ra thêm con đường cho bạn chọn lựa, đồng thời nên đề phòng tiểu nhân ở đằng sau, ném đá giấu tay, chớ nên tin người thái quá. Số phận có thể không được như lý tưởng, nhưng ước mơ của bản thân chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nỗ lực của mình để chiến thắng số phận. Đức năng thắng số, hãy chăm chỉ làm việc thiện, không ngừng cố gắng học tập và tích lũy thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Tuổi Tỵ cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực phấn đấu, học hỏi thêm những điều mới mẻ, đặc biệt chú tâm mở rộng các mối quan hệ cho mình. Những nỗ lực của bạn chắc chắn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Chẳng ai có thể cứ xui xẻo, vận hạn đen đủi mãi được, hãy tự mở đường cho mình tiến lên nhé. Tuổi Thân hại Thái Tuế. Tuy xét vận trình năm 2019 của người tuổi Thân không được tốt đẹp cho lắm với đủ mọi hiểm nguy rình rập, nhưng ẩn nỗi trong họa luôn có phúc, vẫn có khả năng thoát được hiểm nguy mà tìm thấy thời cơ. Trong số những con giáp Phạm Thái Tuế năm 2019, tuổi Thân tuy có điềm báo xui xẻo nhưng vẫn luôn có ba cát tinh, thiên đức, phúc đức và phúc tinh ở bên trợ giúp, nên dễ nhận được sự nâng đỡ của quý nhân giúp bản mệnh hóa hung thành cát, vượt khỏi vòng vây. Công việc gặp nhiều biến động nhưng chính những biến động đó lại tạo nên cơ hội mới, có thể là cơ hội để bạn chuyển nghề, chuyển việc, chuyển chỗ ở. Đừng ngại nắm bắt cơ hội mà tiến bước, nên cố gắng học hỏi nhiều hơn về chuyên môn, khiêm tốn cầu tiến, tăng khả năng cạnh tranh cho chính bản thân mình, có thế mới có cơ hội bứt phá. Với những bạn còn đang miệt mài đèn sách thì cơ hội khẳng định bản thân cũng không ít, nên cố gắng học hành, tới khi thi cử sẽ có được những bước tiến bộ lớn, không ngừng nỗ lực, tự tạo ra áp lực cho bản thân, rèn luyện khả năng mỗi ngày, chắc chắn sẽ có thu hoạch bất ngờ. Về đường tài lộc, nếu như bản mệnh có ý định đầu tư tài chính thì nên thận trọng suy nghĩ, cân nhắc là hơn. Đặc biệt trước khi ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn, buôn bán thì nên lưu tâm xem xét lại từng chi tiết để tránh bị kẻ xấu lợi dụng sơ hở mà làm loạn.
cát tinh phù trợ. Nếu có sự kiên trì và nghị lực thì cuối cùng rồi cũng vượt qua được khó khăn. Đừng để những trở ngại trước mắt làm mình sờn lòng thối chí, điều gì rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Tuổi Hợi, Phạm Thái Tuế. Xem tử vi năm 2019 của người tuổi Hợi, bước vào năm bản mệnh, con giáp này sẽ cảm thấy mệt mỏi vì nhiều nỗi muộn phiền. Chuyện xấu đến đâu chưa biết, nhưng chính những suy nghĩ tiêu cực cũng có thể khiến cho vận may tránh xa con giáp này. Tuổi Hợi chịu ảnh hưởng của thất sát nên khó có thể nắm giữ được vận trình công danh sự nghiệp. Bản mệnh phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía, công việc chồng chất, cấp trên chèn ép, đồng nghiệp cạnh tranh không lành mạnh. Nhiều lúc những chú heo cảm thấy bi bách và muốn buông xuôi, nhưng thực sự thì nếu bản mệnh có thể kiên trì nhẫn nại, cố gắng vượt qua cơn sóng dữ thì vẫn có thể bình an. Mỗi khi gặp phải khó khăn hoạn nạn, đừng để mình hoảng loạn mà mắc phải sai lầm. Mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều có lý do của nó, có thể những thử thách trước mắt chỉ là để rèn luyện cho tuổi Hợi tinh thần cứng rắn, sắt đá và không dễ dàng thay đổi. Bạn cố gắng dấn bước, mỗi ngày lại tiến lên một chút, biết đâu ngẩng đầu lên đã thấy vạch đích ở ngay trước mắt rồi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý, thế nên cần phải tự động viên chính mình, cố gắng suy nghĩ tích cực. Những tiểu cát tinh sẽ mang theo quý nhân, giúp bá nhà gặp được tử nha, mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó. Hãy kiên định với con đường mình đã chọn, nghĩ nhiều, nói ít thì tất sẽ gặp hùng hóa cát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.